Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Tân Hoa Việt Nam. Mình là Khủng Lợi. Mình là Đạo Duy. Hữu xin chào mọi người nhé. Phải nói là thời gian qua Game World Phú Quốc hot quá chèn quá đắt luôn đó mọi người. Đi đến đâu cũng gặp cũng nghe hết ấy. Mà sao mình toàn nghe người ta nói về mấy cái nhà xanh xanh đỏ đỏ trên dọc sông Venice đẹp như nước Ý, hay mấy cái show nhạc nước siêu siêu hoành tráng không thể rời mắt, mà hiếm ai nói đến cái mình sắp nói hết trơn, mặc dù nó cũng hoành tráng không kém. Nên ngày hôm nay Hữu phải lặn lội đường xa quay lại nét đẹp của Phú Quốc để giới thiệu cho mọi người xem đây. Giờ vô chủ đề luôn nha các bạn. Khu mình nhắc đến đó chính là khu Tinh Hoa Việt Nam. Nó cũng nằm trong khu Game World của tập đoàn Vingroup tại Phú Quốc. Mà nói nhỏ cho nghe cái này nè, đừng có la lớn nha. Kha kha. Đó chính là Vingroup đang miễn phí vé vào cổng buổi sáng luôn đó các bạn ơi, các bạn ơi. Cơ hội ngàn năm có một mà không biết nắm bắt nữa thì tiếc gán chịu à. Đến với Tinh Hoa Việt Nam, các bạn sẽ có cơ hội xuyên không vào cổ trắng Thăng Long với hàng chục show diễn cũng như các gian hàng truyền thống tái diễn lại lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam ta. Có thể kể đến như là show diễn khai trương Hồng Phát tái diễn lại một buổi khai trương trước đây ở một tiệm thuốc nam với dòng người đến chúc mừng, mua thuốc ngày khai trương vô cùng náo nhiệt và sôi động. Show Võ Dũng Đường cho bạn tận mắt chứng kiến một buổi đấu võ tỷ thí giữa các anh hùng hào kiệt từ khắp mọi nơi đổ về. Show Lễ Chiên Lô, hình ảnh của một buổi sắc phong tiến sĩ của nhà vua với các quan văn, văn võ và các sĩ phu, văn văn. Sau đó tiếp nối là show có tên gọi là Ấn Tứ Vinh Quy, tức là sau khi sắc phong tiến sĩ, các vị này sẽ đi bái lại tổ tông, chào hỏi bà con xóm làng cũng như diện kiến bà con họ hàng và những người đã từng giúp đỡ mình. Tiếp theo là show Kiệu Vàng Về Dinh, cho bạn hiểu rõ hơn về một đám cưới truyền thống trước đây sẽ diễn ra như thế nào, từ lúc đàn trai qua nhà đàn gái rước dâu cho đến khi cô dâu làm lễ tại nhà chú rể và đi vào động phòng hòa chúc. Ngoài ra chúng ta còn có các show như là Phong Vị Quê Nhà, mang trình diễn đặc sắc với các loại dụng cụ trong nhà bếp. Show Cung Tiến Nam Trăng, nghi thức tiến vua với các lễ vật phương Nam, cụ thể ở đây đó chính là trái bòn bòn, vân vân. Ngoài các show diễn ra còn có hàng chục các gian hàng thể hiện nét đẹp văn hóa của hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta, như là gian cổ phục, gian gốm Việt, múa gói nước, cổ nhạc, cổ chi quán, khảm sành xứ Huế, nón Việt, vân vân và vân vân. Đến với đây thật sự Hữu không khác gì đang xuyên không về quá khứ hết các bạn ạ. À, từ không gian, con người cho đến trang phục và âm nhạc, mọi thứ quả thật đã khiến nơi đây không khác gì một cổ trắng xuất hiện giữa lòng đảo ngọc xinh đẹp. Buổi khám phá ngày hôm nay Hữu tin rằng hứa hẹn sẽ cho chúng ta nhiều điều thú vị đây. Các bạn ơi, sẵn sàng đi xuyên không cùng Hữu chưa? Rồi thì nhấn nút đi thôi nào. Hữu xin chào tất cả các bạn nha. Quả thật du lịch Phú Quốc chưa bao giờ hết hot hết tất cả các bạn ơi. Và lại một địa điểm nữa trên hành trình khám phá của Hữu và các bạn ngày hôm nay, đó chính là không gian Tinh Hoa Việt Nam. Và bây giờ mời mọi người cùng đi khám phá với Hữu nhé. Chương trình Tinh Hoa Việt Nam theo mình được chia làm hai phần, đó là buổi sáng và buổi tối. Buổi tối thì mình có làm rồi trong tập phim chi tiết buổi khai trương Game World Vingroup Phú Quốc, ba show diễn 600 tỷ có diện hoành tráng. Bạn nào chưa xem thì có thể vào kênh mình xem lại. Còn buổi sáng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá. Chương trình này bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 11:30, và mỗi show cách nhau khoảng 30 phút, nhưng cũng có những show chỉ cách khoảng 15 phút thôi, nên các bạn phải tranh thủ một chút nha. Và bây giờ show diễn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay có tên là Cẩm Vệ Quân Đổi Gác. Show này tái diễn lại nghi thức đổi lính canh gác khi tới giờ kết thúc của một ca gác. Nó lính mới đây đi gặp lính cũ đã canh gác rồi bắt đầu đổi vị trí cho nhau. Đây mới chỉ là một cổng thành thôi các bạn, có bao nhiêu cổng thành thì đổi bấy nhiêu lần. Một chút nữa có thêm một cổng thành nữa thì nghi thức cũng tương tự như vậy. Show này diễn ra cũng khá là nhanh, chỉ khoảng 15 phút là xong. Tiếp theo chúng ta cũng có một show cũng khá là vui nhộn, có cả múa lân nữa. Và tên gọi của show này là Khai Trương Hồng Phát. Nghe cái tên cũng hiểu phần nào rồi ha.
Vingroup tái diện lại một quang cảnh khai trương xưa tại một cửa hàng thuốc nam ở kinh thành Thăng Long, với hình ảnh náo nhiệt của dòng người qua lại và cả người đến mừng khai trương nữa, cùng với đoàn múa lân hoạt náo cũng như âm thanh của tiếng trống, tiếng kèn làm khuấy động cả một khu phố kinh thành xưa cũ. Ở trên bảng hiệu đang được che bằng một miếng vải đỏ, nhưng một chút nữa thôi hai chú lân kia sẽ tháo tấm vải đỏ đó ra, và thời khắc tháo vải đó cũng được coi như là thời khắc bắt đầu cho công việc kinh doanh của cửa hàng. Úi úi, có một sự cố rồi, khăn nó dính lại không chịu ra. Nhưng không sao, cuối cùng cũng đã xong. Vô mua thuốc thôi các bạn ơi, nghe bảo cửa hàng đang khai trương sẽ giảm giá lên tới 30%. Cùng mình đi săn sale thôi nào. Quán đâu rồi chủ quán ơi? Lời đầu tiên kênh YouTube Hữu Khám Phá xin kính chúc cửa hàng khai trương hồng phát nha. Chủ quán ơi, bán sao vậy chủ quán? Không biết bán. Bộ tiệm này chuyên bán cho giới thượng lưu, giới quyền quý ở kinh thành hay sao ấy mọi người. Ai cũng mặc đồ sang chảnh hết, nhất là hai cái cô búi tóc này, y như là quý phu nhân. Nhìn lại tôi sao mặc đồ không giống ai hết, nhìn y như mấy đứa ở thế kỷ 21 vậy. Không lẽ về quán trọ thay y phục chứ ta? Tiếp theo ta muốn mua vài phương thuốc đề phòng Covid-19 tại đây, do mấy bữa này đi quay toàn tụ tập đông người không đó mà. Xu rồi các bạn ạ, cô chủ bảo là không biết Covid-19 là gì hết ha. Bên kia là bán thuốc, còn bên đây là chỗ bấm huyệt châm cứu các kiểu. Mình tưởng chỉ có mấy ông ngày nay mới thích chứ, ai dè mấy ông ngày xưa cũng thích nữa. Bởi đàn ông muôn đời vẫn thế mà. Ok, sau khi đi kinh thành mua thuốc trị Covid-19 mà không được, giờ qua gian hàng mua gói nước coi luôn nha các bạn. Các bạn ơi, chương trình này có một cái mình chưa hài lòng, đó là rất là ít thông tin diễn giải cho du khách hiểu. Nên thật ra những thông tin mình sắp nói sau đây, mình cũng lần mò và hỏi thăm nhân viên, rồi tìm thêm tài liệu cũng như cảm nhận của riêng cá nhân mình, chứ không có tài liệu chính thức nào hết. Nên có sai thì các bạn góp ý bỏ qua cho mình nha. Và phần trình diễn sau đây gồm 3 phần. Và bây giờ là phần 1 của chúng ta, chú tiểu giáo trò. Trong phần này các bạn có thể thấy chú tiểu của chúng ta có hình tượng nhanh nhẹn, hớm hỉnh. Và vai trò của chú tiểu ta là ra chào hỏi, ngoạc náo cho dân làng, tạo nên niềm vui tiếng cười cho mọi người trong làng sau những giờ đồng áng mệt nhọc. Show trình diễn gói nước này thì cũng chỉ tái diện lại phần nào đó cho những khán giả chưa có cơ hội tiếp cận loại hình nghệ thuật múa gói nước này. Chứ thật ra sân khấu như vậy là hơi khiêm tốn so với những show diễn khác. Mà nói thật lòng, đây cũng là lần đầu tiên coi thực tế luôn đó các bạn. Lúc giờ mình toàn xem trên TV thôi, không biết có ai giống mình không ta. Đối với Hữu, mình rất là tự hào về loại hình nghệ thuật này. Bởi múa rối thì có ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng múa rối nước thì chỉ có duy nhất ở Việt Nam của chúng ta. Múa rối nước đã ra đời chừng khoảng hơn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Trò rối nước cũng được coi là nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Do tính đặc sắc, nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước nhanh chóng trở thành loại hình nghệ thuật truyền thống, có thể sánh ngang với tuồng chèo, là bộ môn nghệ thuật có vị trí cao trong nền sân khấu dân tộc. Phần 2, anh nông dân câu ếch. Phần này là sự tâm tình, tâm sự của số phận đời của anh nông dân trong xã hội xưa, mong muốn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc qua hình tượng của nhân vật anh nông dân đi câu cá. Wow, ghê chưa, dính nguyên một con cá bự chà bá luôn. Không biết người ta điều khiển sao mà cái cần câu nó cứ quắt qua quắt lại được hay he ta. Coi xong một chút ra đằng sau hậu trường điều tra với mình. Và phần cuối đó chính là phần 3, múa phượng, chuyện kể như sau. Sau bao nhiêu năm thăng trầm và biến cố của cuộc sống, sự định kiến của xã hội, sự cấm cản của gia đình, thì đôi trẻ phượng đã đến được với nhau, nói lên mong ước hạnh phúc lứa đôi và hạnh phúc của gia đình. Có tiếng kêu của những đứa bé phượng, hi hi, mình chế hay không các bạn? Người ta là tiếng cười của những đứa trẻ, mà phượng làm gì có tiếng cười và đứa bé, chỉ có tiếng kêu và bé phượng mà thôi. Chàng ơi, tới đây làm mình nhớ lại việc viết văn ngày xưa cỡ lớp 10, lớp 11, 12 quá các bạn. Động văn có chút xíu à, mà viết ra tới mấy trang giấy. Còn sau đây là chương trình Vén Màn Bí Mật cùng với MC người dẫn chương trình Hữu Khám Và Phá.
Trời, mình không nghĩ là mấy bạn phải xuống nước gì luôn á. Mình cũng nghĩ là phải có cái bụng ở trên rồi đứng diễn. Ai về đâu cực gì luôn hả? Anh muốn trải nghiệm quá. Bây giờ mặc đồ gì sao đi được? Tại bây giờ anh chụp bộ đồ này. À vậy hả? Nhưng mà... tay mình chẳng nước. Tay đều... Lúc nhỏ mình coi mình cứ tưởng là người ta lặn xuống dưới và thở bình oxy, sau đó điều khiển các con gói không đó các bạn. Giờ hũ lớn rồi, hết bị vụ rồi. Và nhất là sau khi coi màn múa gói nước này. Ủa anh giật quay cái cầu được không anh? Ấy làm hồi nãy em thấy quăng cái cần câu quăng bên á. Ở đâu? Giờ em coi cho cả. À dạ dạ. Phần tiếp theo là cái phần phải nói là mình vô cùng thích thú luôn. Và nó có tên là Đại hội Võ Lâm Giành Đồ Lộc Đao. Mình lầm tiểu thuyết của Kim Dung quá rồi, nói giỡn đó các bạn. Nó có tên chính thức là Võ Dũng Đường. Show này là màn tỉ thí võ công giữa các anh hùng hào kiệt trong kinh thành. Một phần là để so tài nghệ, một phần khác là để nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, cũng như ý chí để chống lại quân thù xâm lược. Và bây giờ xin thông báo sàn đấu võ chính thức bắt đầu. Chào mừng các vị đã tới tham dự cuộc tỉ thí võ công ngày hôm nay. Chào mừng. Sau đây xin mời các vị cùng lên tham gia tỉ thí, xin mời. Và sau đây bên trái là trưởng môn đời thứ tư của phái Nga Mi, Chu Chỉ Nhược, lên tỉ thí với quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn. Bên phải mình bắt Triệu Mẫn nha các bạn, tại vì nàng cá tính và thông minh hơn. Võ công thượng thừa như vậy chỉ có thể là trường vô kỵ đó mà. Tiếp tục là màn tranh giành đồ lồng đào của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn và Phích Lịch Thủ Phong Đạt, trưởng môn Hít Hớp Phái, với tiền chiều lộn cù mèo. Wow, ghê chưa? Tôi theo phe Phong Đạt đó nha. Rồi xong luôn. Như vậy với chiêu sư tử hống, Phong Đạt của chúng ta đã nằm một đống. Nói cho vui thôi các bạn ơi, tại mấy chương trình như vậy mà nói kiểu phóng sự, chắc người ta đi ngủ hết quá à. Sau đây xin mời các quý anh đệ cùng theo tôi về giảng con đường đàm đạo thêm về võ học, xin mời. Hết show thứ 3 rồi đó các bạn. Mỗi show như vậy cách nhau khoảng 30 phút. Giờ mình xin dành 30 phút này để dẫn các bạn đi xem một vài gian hàng có trong này nha. Gian đầu tiên có tên là Cổ Phục Việt, có nhiều quần áo và nhiều kiểu lắm đó các bạn. Có lẽ bộ này là nhân vật chính trong gian hàng này. Tiếp theo là bộ hành quán. Mình cũng thật sự không hiểu về tên gọi này. Có phải là quán để cho mọi người đi qua đường có thể dừng chân nghỉ ngơi, uống một ly nước và ăn một cái bánh rồi tiếp tục đi, kiểu như một trạm dừng chân, đúng không các bạn? Tiếp nữa là gian hàng nón Việt. Tên là nón Việt thì chắc chắn sẽ trưng bày các loại nón của người Việt rồi. Và tất nhiên không thể thiếu nón lá, là một biểu tượng của người Việt Nam. Đẹp quá đúng không các bạn? Những cái nón lá này được xếp theo hình của một cái nón lá. Nói vậy không biết có ai hiểu không ta? Ha ha. Ngoài nón lá ga còn nhiều loại nón khác nữa, như là nón quai thao chẳng hạn. Nón quai thao với nhiều hoa văn độc lạ. Và bây giờ chúng ta đang đến cái gian hàng gọi là Hoa Văn Đại Việt. Mọi người ơi, bước vào với mình nha. Có một cái màn nhung rất là kỳ bí luôn. À, thì ra ở đây là nơi mà trang trí rất là nhiều hoa văn. Không biết là các bạn có thấy mình không nữa. Mình mới từ bước từ ở ngoài trong, ở ngoài gà, vô á. Thì ở ngoài nó rất là sáng, trong đây thì rất là tối, cho nên là mình hơi bị quán gà một chút xíu rồi. Này, một số cái hoa văn ở Việt Nam của chúng ta ha. Có nhiều gian hàng lắm nha các bạn.
Nhưng mà để chút, khoảng giữa các show mình sẽ đi coi tiếp. Còn giờ mời các bạn xem màn tái diễn mà mình thích nhất bởi sự hoành tráng, sự cầu kỳ và nhất là ý nghĩa của nó. Và nó có tên gọi là Kiệu Vàng Về Dinh, tái diễn lại đám cưới trước đây của người Việt của chúng ta, từ lúc rước dâu cho đến đưa cô dâu về nhà ra mắt bố mẹ chồng, và đến khâu cuối cùng là trước khi động phòng hòa chúc. Tái diễn trước khi động phòng thôi các ông ạ, các ông đừng có mơ nữa. Nhà trai đang trên đường qua nhà gái rước dâu. Cái này chắc là đám cưới của con quan lớn rồi các bạn ạ, bởi mình thấy có lính nữa nè. Rồi Kiệu đến rồi cô dâu ơi, ra thôi nào, ra thôi nào. À, trước khi cô dâu đi ra thì nhà trai bưng chầu cao và xính lễ vào cho nhà gái. Có ai thấy cô dâu chưa? Là cô gái áo đỏ đang lại cho mẹ đó mọi người. Rồi chú rể xin phép cha mẹ cô dâu để rước cô dâu về dinh. Cô dâu lên kiệu nè. Có ai coi mà lòng nao nao, tự hỏi không biết bao giờ tới lượt mình không ta. Ha ha. Ngày xưa lấy chồng gần thì còn đỡ, còn lấy chồng xa chắc cô dâu khóc hết nước mắt. Xa cha, xa mẹ, xa mái nhà thằng Hiệu, không biết bao giờ mới được trở về. Tôi vừa phát hiện ra một bản lính cũng đi xuyên không như tôi, tại xài iPhone 13 Pro Max đó các bạn. Rồi giờ cùng cúc bộ với mình đưa cô dâu qua tặng nhà trai xem làm lễ bên đó luôn. Nghe tiếng nhạc thích gì đâu ấy, nhạc hòa tấu theo bài Lý Ngựa Ô. Nghe nhạc đã hay rồi, cảnh cũng đẹp không kém. Sau 3 ngày ba liêm lội bộ thì cuối cùng cũng đã về lại nhà chú rể, vô xem làm lễ luôn nha. Dâng trà cho cha mẹ. Tăng lang tăng nương động phòng qua chút. Yeah 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 yeah. Lỡ đưa cô dâu chú rể đi tới đây rồi, có nên quay tiếp nữa không các bạn? Thôi tha cho họ nha. Ha ha. Xô dồn dập, ta nói xô dồn dập. Đi coi tiếp với mình nữa nè. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Tinh Hoa Việt Nam. Mình là Phủ Lợi. Mình là Bảo Duy. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan Tinh Hoa Việt Nam và chuẩn bị là một show diễn cho các bạn, đó là Phong Vị Quê Nhà. Mình là Cũng Lợi, tưởng bạn kia nói là Phạm Băng Băng chứ. Chút nữa là tôi xỉu tại đây rồi đó các bạn. Ha. Nói chứ mấy bà này dễ thương dễ sợ. Ở đâu có mấy bả là tôi thấy vui tới nơi rồi đó. Chết rồi, cái dao này mình lục dữ rồi sao mà bán đây. Trời ơi, nãy giờ giao tối nha chị gì. Ủa mà bán bánh bao mà cầm dao là sao ta? Bánh bao mà có dao nữa. Thì chị ơi, bà nói vậy. Không, bà bánh bao cắt bánh bao. À mấy cái chủ yếu anh nghĩ là bánh bao mà ai không trả tiền á cầm dao theo ha. Không anh, tại vì những bánh bao không trả tiền á cầm chọi. Rồi, cục bánh bao như cục đá vậy đúng không? Hãy nghe âm thanh từ công ty. Trời đất ơi, bánh bao đó hả? Bây giờ anh định mua bánh bao mà em ăn thử được không? Anh mua cho em cái, em ăn thử nha. Chết anh ơi, tiền đi làm không đủ tiền cho vậy hả? Ủa sao bánh bao không dám ăn ta? Show trình diễn có tên là Phong Vị Quê Nhà với các dụng cụ nhà bếp và tạo ra một bản nhạc âm thanh chính từ những dụng cụ ấy bằng một cách vô cùng đặc biệt. Và cách đó như thế nào? Mời các bạn cùng xem tiếp.
mãn nhãn và mãn nhĩ ghê hồng các bạn. Chào tạm biệt các bạn diễn đáng yêu của chúng ta nha. Giờ vô xem mini trình diễn chơi nhạc dân tộc ở gian hàng cổ nhạc. Có ai nhận ra giai điệu của bài hát nào chưa? Quá đơn giản luôn đúng không? Đó là bài Bèo Dạt Mây Trôi. Đây là đờn chanh, còn đây là đờn tỳ bà đúng không các bạn? Tiếp theo là bài Trống Cơm. Để đợi show các bạn tiếp tục đi tham quan các gian hàng khác nha. Gian hàng có tên là Khảm Sành Sứ Huế. Ai có theo dõi trên kênh của mình chắc sẽ biết về vấn đề này. Cụ thể là trong tập phim về Lăng Vua Khải Định ở Huế, chúng ta đã bắt gặp khá nhiều chi tiết tương tự như vậy. Và Hữu cũng đã có nói sơ lược về loại hình kiến trúc điêu khắc này. Ai chưa coi thì có thể vào kênh mình coi luôn nha. Nghệ thuật Khảm Sành Sứ Huế nói chung loại hình này sử dụng những mảnh vỡ từ gốm, sứ, mảnh chai được chọn lọc, cắt bẻ theo hình dạng phù hợp, rồi ghép lại với nhau thành hình dạng mong muốn, được gắn với nhau bằng một loại chất kết dính và phụ gia. Cụ thể chất kết dính ở đây là vôi hào hoặc mặt mía đường, còn phụ gia làm từ giấy gió, bông cần, dây tơ hồng. Nhất là cái bình bông này rất là giống với cái bình bông trong Lăng Vua Khải Định luôn đó các bạn. Và bây giờ chúng ta lại đến cổ chi quán. Mấy cái bông này đẹp quá các bạn nhỉ. Ngoài ra còn mấy món đồ làm thủ công nữa. Chàng trai bên chậu hoa. Hai thứ mình thích nhất nè là một con voi và một con ngựa. Nhắc đến con voi là mình nghĩ ngay đến Hai Bà Trưng à các bạn. Hai nữ anh hùng hào kiệt, không chỉ của dân tộc mà còn của thế giới nữa. Còn đây là con ngựa. Tiệm áo dài. Có ai thấy mấy hình ảnh này quen quen hay không? Còn mình thì nó làm mình nhớ đến bộ phim Cô Ba Sài Gòn của nữ diễn viên Ngô Thanh Văn. Bộ phim nói về nghề may áo dài ở Sài Gòn trong giai đoạn trước năm 1975. Tiếp tục là một tiệm phở Việt xưa. Đang xem mấy gian hàng mà nghe tiếng trống thùng thình là biết có show diễn, phải chạy ga lẹ lẹ nha các bạn, nếu không là bỏ lỡ đó. Còn bây giờ là show Lễ Chiền Lô. Có ai hiểu được cụm từ Lễ Chiền Lô là gì không? Nếu không tìm hiểu tài liệu thì mình cũng chịu thua luôn. Theo tài liệu thì Lễ Chiền Lô là lễ tuyên đọc sắc chỉ của nhà vua ban đổ học vị tiến sĩ sau kỳ đình thí. Theo sách sử chép lại, Lễ Chiền Lô có từ thời vua Lê Thánh Tôn dưới triều Nguyễn. Khoa thi đầu tiên được tổ chức ở năm Minh Mạng thứ 3 năm 1822. Khoa thi cuối cùng là vào thời Khải Định thứ 4 năm 1919. Còn đây là các vị đã đỗ tiến sĩ, chuẩn bị gặp nhà vua để được sắc phong. Hoàng thượng ra rồi kìa. Chúng ta cùng xem một số nghi thức trong Lễ Chiền Lô này nha các bạn. Các tiến sĩ đã bước vào gặp hoàng thượng. Sau lễ này tiếp tục là lễ vinh quy bái tổ, kiểu như sau khi thi cử và đỗ chức vụ cao thì tiến sĩ của chúng ta sẽ về quê để cúng bái tổ tông, chào hỏi các phủ, huyện, hương lý
bà con họ hàng, làng xóm và những người đã từng giúp đỡ mình. Ai làm diễn viên đóng vai tiến sĩ này sướng ha, được ngồi cho người ta khiêng. Tiếp theo nữa là một nghi lễ cũng không kém phần hoành tráng, đó chính là lễ cung tiến Nam Trăng. Tích của lễ này được lý giải ngắn gọn dễ hiểu như sau. Lễ này là lễ đem dâng bồng bồn cho nhà vua đó các bạn. Còn nói theo sử sách là lễ vật dâng cho vua trong nghi thức này đó chính là trái lòn bồn. Sử sách ghi là lòn bồn nha các bạn. Xứ Quảng Nam, một loại quả rừng. Trong hành trình buôn tẩu về phương Nam của vua tôi nhà Nguyễn vào cuối thế kỷ thứ 18, trên bước đường nguy khốn, họ gặp phải vô vàn khó khăn trước kẻ thù, thú dữ, trong đói ghét, tưởng chừng như số đã tặng, mà vẫn thoát được nạn nhờ lòng người ý trời. Buổi đầu buôn tẩu ở vùng núi Quảng Nam, lòng bon đã phần nào giúp cho họ qua cơn đói khát. Sau này khi khởi hoàng vào năm 1802, vua Gia Long giao bộ lễ, ra soát những ghi chép đó để triều đình ghi ơn. Lòng bon Quảng Nam chính thức trở thành sản vật độc đáo được cung tiến. Đến thời Minh Mạng được ban mỹ từ Nam Trăng. Ui ui, trái bồng bồn nè, ngon ghê chưa? Mà ăn không được nha các bạn, cái này chỉ là mô hình thôi. Có một điều mình thấy rất là lạ nè. Nhà cửa, quan cảnh thì được xây dựng theo kinh thành Thăng Long ở Hà Nội. Còn nghi thức này kia thì được dựng theo triều Nguyễn ở kinh thành Huế. Chúng ta còn nhiều show nữa, nhưng mình sẽ kết thúc ở một show khá ấn tượng có tên là Diễu Hành Cổ Phục. Tất cả các trang phục được trình diễn nãy giờ sẽ một lần nữa được trình diễn lại trên đường phố. Mà đợi một chút nữa nha. Còn giờ thì khám phá các gian hàng tiếp tục với mình thôi nào. Gian gốm Việt, một con thuyền đầy gốm. Bài trí đẹp quá các bạn ha. Thêm một gian nữa, nét Việt trong này trưng bày các loại tranh dân gian truyền thống của Việt Nam chúng ta. Gian thư pháp. Show diễu hành cổ phục đã bắt đầu rồi đó các bạn. Mỗi lần thấy binh tướng cầm cờ, cầm gươm giáo như vậy là mình nghĩ ngay đến trường ca Hòn Vọng Phu 123 của nhạc sĩ Lê Thương à các bạn. Đây là một trong những bản nhạc mang tính trường ca đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Hòn Vọng Phu là một câu chuyện rất có ý nghĩa của dân tộc. Phải chi Vinh Rúp tái diễn lại câu chuyện này cùng với ba trường ca Hòn Vọng Phu 123 thì mình nghĩ rằng sẽ rất là hay luôn. Tới show diễn này coi như tập phim của chúng ta cũng đã sắp kết thúc rồi. Để mình nói một số lưu ý cho các bạn, nếu lỡ mai này có đi thì có thêm thông tin nha. Như mình có nói, trong không gian tinh hoa Việt thì chia làm hai show, show ban ngày và show ban đêm. Show ban đêm mình có riêng một clip coi, bạn nào chưa coi thì có thể coi lại. Lúc đó mình đi giá vé lên tới 300-400 gì đó, nhưng giờ chỉ còn 200 ngàn mà thôi. Còn show này là vào ban ngày thì gồm khoảng mười mấy cái show lớn nhỏ như những gì mà mình và các bạn vừa khám phá xong. Tôi nói cái này đảm bảo các ông cực kỳ thích luôn. Là hiện nay show này đang miễn phí vé 100%. Mình có hỏi là miễn phí tới khi nào thì các bạn bảo rằng khi nào có thông báo lại đó các ông ạ. Nên các ông nào muốn đi thì nhanh thu xếp, đi sớm thì còn kịp đó nha. Còn nói về show, nếu bỏ qua việc hơi bị thiếu thông tin thuyết minh về các show trình diễn hay các thiết bị, cụ thể là lo hơi bị gà làm không nghe được các thông tin, thì mình thấy được tâm huyết của Vingroup nhằm gìn giữ những nét đẹp văn hóa của ông cha ta từ ngàn năm lịch sử, để cho những người trẻ có thể tận mắt chứng kiến những nét đẹp này, cũng như quảng bá hình ảnh Việt Nam cho du khách từ năm châu đến. Qua show này, những nghi thức, những bộ trang phục, những nét sinh hoạt, những vật phẩm, ngoài cùng không gian phục dựng của kinh thành Thăng Long trong giai điệu du dương của các bản nhạc truyền thống như Trống Cơm, Lý Ngựa Ô, Bèo Dạt Mây Trôi, được tạo ra từ những nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn tỳ ba, đàn kèm, vân vân, quả thật tất cả đã làm nên một không gian tinh hoa rất Việt Nam.
chạm đến cảm xúc của người xem. Làm Hữu có cơ hội như đang sống lại một thời quá khứ vàng son của dân tộc. Không biết mọi người như thế nào chứ, đi trong đây không ít lần Hữu bị nổi da gà, có cái gì đó cứ như nghẹn nghẹn ở cổ, cảm giác xúc động như thế nào ấy các bạn. Làm nội dung cho video này, nói thật lòng là mình hơi bị mất tập trung luôn đó các bạn, bởi nó làm cho mình nhớ rất là nhiều thứ mà mình đã từng biết đến, rồi ngồi coi lại, tìm hiểu lại, hi hi, như ngồi cả buổi để xem nhạc hòa tấu Lý Ngựa Ô, hay nghe lại bài Hòn Vọng Phu 1, 2, 3, rồi coi lại Lăng Vua Cả Định và Kinh Thành Huế nữa, cũng như các nghi thức có trong thời kỳ phong kiến, vân vân. Trong show trình diễn này có một điều mình chắc chắn không thể không nhắc đến, đó chính là sự nhiệt tình, thân thiện của các bạn nhân viên ở đây. Quá trời đáng yêu luôn đó mọi người. Và dành lời cảm ơn của Hữu đến bạn Trần Nguyễn Trung Nghĩa đã hỗ trợ mình rất nhiều trong tập phim lần này. Một lần nữa, Hữu xin cảm ơn tất cả. Giờ chào tạm biệt các bạn xem đài. Hẹn các bạn ở những tập phim tiếp theo nha. Xin chào mọi người. Xin chào.